Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất mới nhất ngày 13 tháng 3 năm 2020. Nhiều tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 13 tháng 3 năm 2020 xoay quanh AFC Cup 2020. Hành trình của điều tra viên tại vòng loại World Cup 2022 hay nghi án bán độ tại giải 19 quốc gia. Công an vào cuộc điều tra nghi án bán độ ở vòng loại U19 quốc gia, theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cơ quan công an, đã tiếp nhận hồ sơ, để điều tra về nghi án bán độ, liên quan tới trận đấu diễn ra trên sân hàm rồng 5 tỉnh Gia Lai hôm 5 tháng 3 giữa Đắk Lắk và Bình Định tại giải U19 quốc gia 2020 thông tin đăng tải trên Dinh Cụ thể, vào ngày 7 tháng 3, VFF đã ra quyết định kỷ luật đối với 5 thành viên của đội U19 Bình Định và một thành viên của đội U19 Đắk Lắc vì có biểu hiện tiêu cực dàn xếp tỷ số trận đấu tại giải U19 quốc gia. Được biết, trận đấu giữa U19 Đắk Lắk gặp U19 Bình Định diễn ra hôm 5 tháng 3 có tỷ số chung cuộc là 6 phần 2 nghiêng về Đắk Lắk. Xem chi tiết tại đây. Báo Thái Lan tỏ ra bất ngờ trước kế hoạch của điều tra viên. Theo như thông tin mới đây của VFF, thi tuyển Việt Nam sẽ không tập trung vào ngày 21 tháng 3 như kế hoạch ban đầu. Đồng thời trận giao hữu gặp Kyrgyzstan sau đó 5 ngày cũng bị hủy bỏ. Được sự đồng ý của VFF, Văn phòng đang dự tính lên phương án tổ chức các vòng đấu tiếp theo của V-League 2020. Việc thầy trò huấn luyện NV Park Hang-seo không hội quân trong dịp FIFA đây sắp tới, khiến báo chí Thái Lan tỏ ra bất ngờ. Trên tờ nhật báo Siem Sport tác giả thông tin, trong khi các đối thủ cùng bảng vẫn tích cực tập luyện, dù vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị hoãn, thì đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không tập trung trong tháng 3 này. Liên bang thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh làm nên bất ngờ tại AFC Cup 2020. Với phong độ ấn tượng và đặc biệt lợi thế đá sân nhà ở cả ba trận lượt về tới đây, Công Phượng cùng đồng đội nhiều cơ hội bảo vệ thành công ngôi đầu bảng để vào bán kết khu vực Đông Nam Á à AFC Cup 2020. Vòng bảng AFC Cup 2020 chọn đội nhất bảng và các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực vào vòng kế tiếp cả thành phố. Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh cùng đang nằm trong nhóm này. Đại diện còn lại của Việt Nam liên bang Than Quảng Ninh, dù khởi đầu không thuận lợi, nhưng cũng đã tự tạo cho mình cơ hội đi tiếp bằng trận thắng liên bang sơ riêng 4, một ngay trên sân đối, phương, để vươn lên ngôi nhì bảng G với 3 điểm ít hơn liên bang Serena Gramers. Huấn luyện NV Park Hang Seo có thể mất đi đối thủ nặng ký. Mới đây. Lao độ ngại biểu bóng đá UAE cho biết huấn luyện NV Ivan Jovanovic tỏ ý muốn ngừng dẫn dắt đội tuyển quốc gia của họ bởi chưa đồng ý ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng. Trước đó, huấn luyện NV Ivan chỉ ký bản hợp đồng ngắn hạn đến hết các trận vòng loại World Cup 2022. Giai đoạn 2, tức theo lịch cũ là, vào giữa tháng 6 tới. Vị thuyền trưởng người Serbia, đã tiếp quản ghế nóng của chiến lược gia Hà Lan bất van Mavec khi để UAE xuống trận vị trí thứ tư bảng G sau 4 lượt trận. Tuy nhiên với tình hình như hiện nay, nhiều khả năng ông Park sẽ không có dịp tái ngộ một đối thủ nặng ký tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.